Trời ơi, một cặp cá lóc luôn. Đó, có ớt rồi đó, nó nhảy đấy. Trời ơi, có cá lóc luôn chú anh chị ơi. Có cá lóc và có ớt luôn. Em xin chào cô chú anh chị và các bạn. Ngày mới em xin mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn sức khỏe và bình an. Cô chú anh chị và bạn ơi, hôm nay em đi dỡ 6 cái lờ. Ngày hôm trước em cùng với mẹ đi dỡ lờ rồi em có đặt lại 6 cái đó. À, hôm nay là người ta xả cống, em tranh thủ em đi dỡ dỡ thôi. Mấy cái lờ nó bị chuột cắn hết trơn của chú anh chị, tại nước nó rút quá rồi cá nó dính rồi chuột nó vô nó ăn mấy con cá. Thôi giờ em mời cô chú anh chị và bạn đi dỡ lờ cùng với em nha, có 6 cái à. Đó, thì hôm nay dỡ lờ về thì có cá, thì em cũng có nấu canh chua rồi cá kho. Đó, không có cá thì giờ ở nhà em cũng còn cá nữa cho cô chú anh chị. Đó, giờ em mời cô chú anh chị và đi dỡ lờ cùng với em nha. Này chạy hơi xa của chú chị ơi, xa lắm luôn, chạy tới trong ấp nhất lần. Thôi mời của chú chị và bạn đi dỡ lờ nha. Chú chị, nước nó rút quá thì rút luôn rồi. Giờ này là cái lờ nó nằm trên bờ luôn rồi đó. Nằm trên bờ chắc luôn rồi. Không à. Mình còn lấy ra chú đợi lại nè. Đó thiệt mà, đó chỉ cá lóc. Hai cá lóc. Hai cá lóc với con ớt. Cái dày với cái dày với lại cá lóc. Cái con ớt thiệt bự luôn. Cái mình nó được hai con cá, một con ớt. Mà này nó cạn xèo luôn. Sợ mới đi dỡ sớm vậy. Rồi cái này bị người ta lấy được của chú anh chị ơi. Em đặt ngay đây luôn nè, dính cá người ta lấy luôn rồi. Cái kia chuột nó cắn gấp banh cạnh trên của chú anh chị. Cái kia chuột cắn gấp hết trơn, còn cái bị mắc, cái dở còn nguyên. Cái này biết sao đây. Trời ơi, một cặp cá lóc luôn. Cặp cá lóc mắc cạn luôn, mới cái sạc nữa của chú anh chị. À, một cặp cá lóc nè. Rồi tính ra bữa nay dở có 5 cái à, cũng có 4 cái à. Cái nãy cũng dính hai con của chú anh chị, còn cái gách nãy chuột cắn nó còn sót lại rồi con cá dày, với lại dính được con ếch. Nó giờ thêm được hai con cá lóc nữa là em dở hai cái nữa là em về hết rồi, hết cá à. Ủa hết lờ chứ. Đừng cặp cá chứ bộ. Hồi bữa em thấy em đặt xong em thấy mấy chỗ này còn cá mới đặt lại của chú anh chị. Nước mà trói người ta xả cống á. Thử ra giờ nó cạn xèo luôn rồi, cái chuột nó thấy cá nó vô nó ăn. Nó dính hỏng cái lờ vậy nè. Đâu có nước đâu. Như có cá, con cá lóc, con cá lóc kiến, con cua, con cá thăng lát chết rồi. Con cá thăng lát, con cá lóc kiến hay con cua, cá lóc kiến này thả luôn. À, vậy em không có cá lóc vô. Còn đây là cái cuối cùng. Cá mà thật là mà không còn miếng nước luôn. Hết biết thì chứ. Đó, có ớt rồi đó. Nó nhảy đó. Trời ơi, có cá lóc cô chú anh chị ơi. Có cá lóc rồi, có ớt luôn. Cá mà cạn thiệt mà. Được hai con cá lóc rồi. Xình quá, không thấy được con cá lóc, con cá lóc kiến, hai con cá rô, con ếch thiệt to luôn. Con ếch cái. Con cá lóc này về phải làm liền, nó vô nó quậy với đại con cá lóc kiến sằng mình hết trơn. Hôm nay về nấu canh chua luôn. Con ếch nè.
ở nhà được hai con, bữa nay được hai ngết nữa, ngết cá thiệt bự luôn. Rồi mình cho vô vỏ mình đi về thôi cô chú anh chị ơi. Cá nó bị chuột cắn rồi mẹ. Cô chú anh chị và bạn ơi, em dở lời về tới nhà cô chú anh chị. Bữa nay đặt 6 cái củ bữa hổm đó mẹ. Mà mắc hết cái còn cái chuột cắn banh chảnh chứ nè. Mình chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Năm mình làm cá là một ếch luôn cả nhà. Ngót được 2 con, rồi bữa hổm gọng được 2 con, đó là 4 con. Bữa nay mình nấu canh chua với lại cá chiên hả mẹ. Cá mẹ ngọt ngọt á, mẹ muối sẵn trong nhà hả? Rồi mình lấy cá đó chiên ha, cá này mình nấu canh chua, tại cá này nó còn tươi nè. Cá bữa nay là dở rồi, bữa nay là cá nằm trên bờ không á. Ớt này quá trời luôn. Ớt cái bụng trứng không á, trứng ớt ăn được nha. Thôi bỏ luôn đi con ơi, ăn sợ quá. Bỏ rồi. Biết sao, năm nào hôm nay mùa mưa là nghe bị trúng không á. Đây lâu dữ lắm luôn rồi coi chú anh chị. Mới gặp lại được con cá dày nè. Hai con cái đầu nó nhọn quá à, nó giống cá lóc vậy đó mà đầu nó nhọn nhọn dữ lắm, với lại cái bông nó nè vậy nó bông vậy nè. Cái nồi canh chua này bữa nay dữ lắm luôn, ba ớt cái lóc mập mập không à, có 4 cái rồi. Quá trời cá. Sao nó cá dày này ngọt dữ lắm hay sao? Ừ, thịt nó ngọt. Sao tưởng nó ở xứ này không có, chứ ở vùng Hiệp cá này nhiều lắm. Sao giờ cơm sao? Giờ mình mình bắt nồi cơm trước rồi cái mình bắt nồi canh luôn hả mẹ? Ừ. Bắt nồi nước để mình nấu canh chua luôn. Rồi xong rồi cái mẹ xào ếch trước các mẹ. Ừ, xào cho nó săn. Bốn mùa ếch quá đã luôn của chú anh chị. Ếch đậm gạch luôn rồi. Nào nãy giờ nhách luôn sao? Dạ, đồ bự hết sức bự luôn. Mình bắt chảo lên thử tỏi mình nấu canh. Vô cơm xong cái em sắp bắp chuối hả chị Lan? Ừ. Mình chạy mình tỏi vô. Em ơi xào rồi, xào ớt hả? Xào ớt riêng hả? Xào ớt riêng. À. Giờ mình xào ớt trước ha. Ừ. Mình cho miếng dầu vô mình xào ớt xăng lại. Mình đổ vô. Mình chèm mở nhạc lên rồi cô chú anh chị ơi. Người ta canh mình dữ quá. Hả? À. Người ta canh mình mà làm cái người ta thấy mình lăn xăng cái người ta biết mình quay clip lại ta mở nhạc liền sao không biết. Không lẽ vậy thiệt luôn hả mẹ? Không lẽ vậy chứ từ giờ sáng giờ không mở. Ngộ vậy. Con dùng cho ớt vô. Ớt mình xào xăng nhìn nó chua đó, không có tanh. Ớt tiết cái đùi ớt thì chứ. Dẻ kìa. Xăng chắc thịt. Cái đùi của người ta mà cái này chắc đá banh chắc dữ lắm luôn. Vậy là hôm nay mình nấu canh chua cơm mẻ hả mẹ? Ừ, bắp chuối nấu chua cơm mẻ ngon. Ngày chứ sắp chịu ăn canh chua cơm mẻ. Như cơm mẻ mở muối vô mình rán. Nó chua mà nó chua dịu dịu, thanh thanh chứ không phải là chua khét. Dạ. Bỏ rồi kìa nó chết, còn cứ sâu nó không chết. Không phải mình làm cho chín đâu. Còn đổi để của anh chua nữa nha. Giờ mình xào ếch rồi, sẵn bếp mình nấu cơm luôn. Sắp lột bắp chuối ra sao sắc. Ừ. Mà cái bắp chuối sáp thì người ta ăn, người ta làm, người ta nấu canh chua đồ này mà không biết cái cây chuối sáp nó có nấu được không ta? Được chứ, để nó giòn ngon. Vậy hả? Ở nhà chị Út mới có cây chuối sáp. Mà nãy sáp đi kiếm cái cây chuối xiêm. Bỏ con bẹ nó đi. Ngày sau để giấm cho à, cho hết luôn. Ừ. Cho trắng luôn. Chắc cái này được hả chị Nam? Ừ. Vậy nè ăn nó bùi bùi. Tắt cái này cho nó
thấm nước giấm cho nó trắng. Giờ mình cho cá ở đây mình ướp luôn. Quá lớn rồi. Ừ. Cái trứng này lát mình để lại mình nấu chua cho bé Vi luôn. Ui, quá tí rồi. Cái này nó màu cam ấy nè. Ừ. Giờ đường, muối, bột ngọt, cái hạt nêm nè, với chút tiêu mình cho vô. Giờ mình cho 6 băm của hành với của tỏi mình cho vô luôn. Rồi ăn chút lát mình sấy. Cho vô miếng nước màu, cho vào cái này mới mua nè, cho kia mình hết đây. Mập ngon quá mẹ ơi. Ừ. Không, mập á. Cứ nhắc à. Ừ. Mình ớp ở đây cái nồi ăn chua chín mình nhắc xuống ra mình hát kho là vừa. Sao mình dạo con mẹ thì con nói vợ mẹ lượt lượt dạo chứ à, dạo thì mới 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 chị tiếng Việt nó phong phú lắm cô chú chị. Tiếng Việt nó dịch ra nhiều thứ. Giờ mình cho nước sôi vô đây trộn cái đi. Đúng là tiếng Việt mình phong phú thì sao. Ừ. Một tiếng nó dịch ra mấy tiếng luôn. Một cái hành động thôi mà 2-3 tiếng cũng có cái nghĩa là. Một cái mẻ thơm chứ. Con thấy rằng canh chua mè, chua chanh, con thấy canh chua cơm mẻ là cái nước lại ngon hơn. Sao thơm mùi khác nha. Thơm mùi thanh 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 ngon. Mấy thì canh chua bằng. Ừ. Canh chua bằng là sao chưa ăn. Nhưng mà canh cái miệng đó mình đặt cá đó quá trời bằng ha. Dạ. Giờ chua con mẹ sao thích ăn nhất bằng mùa nó có trái chứ cái mùa nó chua mà nó dịu 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 ngon. Mẹ nuôi nhà cháu tươi. Giờ mình dạo con mẹ rồi giờ mình cho cá vô. Cái đầu với cái đầu khứa thì mình khâu à. Ớt mình cũng xào xăng lại nè giờ mình cho vô luôn. Quá trời nồi canh rồi nha. Quá hấp dẫn. Chưa có rau và cá không à, cá với ớt. Giang ngâm nước giấm nè, cái sau về về vớt ra sau rửa nước sạch lại. Mà mẹ con nấu anh chua là vừa luôn rồi đó. Sắc dày dày nè. À, nấu anh chua ăn giòn giòn, bùi bùi. Gầm gỏi sắc mỏng hơn chút. Dạ, sắc mỏng ăn không ngon, sắc mỏng cái gì cho nó dai. Giờ cá cũng bỏ vô từ giờ mình đem bột ngọt với đường với cho xíu muối thôi nãy trong mẹ mình có bỏ muối rồi. Ừ, quá chí rồi. Trứng màu vàng, trứng màu cam nữa. Ngộ ha, cái chày trứng màu cam nha. Ừ, màu đẹp hết sức nha. Ừ. Ừ, cá cũng chín nè. Một cơm mẻ trắng tươi nè, còn một me nó lùi. Giờ mình nêm xong rồi mình cho rau vô, cho bắp chuối vô. Ừ.
giờ mình bỏ bắp chuối vô rồi mình cho ngò vô luôn. Giờ mình cho ngò vô, mình cho miếng nước mắm vô, mình nhắc xuống. Quá thơm luôn Sáu ơi. Không có mùi đó bụng rồi. Ừ, có nước mắm cái nó dậy cái mùi lên. Bây giờ mình nhắc xuống. Mình bắt chảo lên mình kho cá. Chảo nóng rồi mình cho dầu vô mình kho cá. Mình cho hành vô, củ tỏi vô. Củ tỏi nó vàng mình cho cá vô. Nãy mình ớp một bên cho nước mắm vô. Giờ mình cho vô một chút đi. Giờ cá săn mình cho nước vô. Ráng nước. Nước ngập cá nhà kho lâu quá, cá nó mới ngon. Giờ cá nó cũng cạn, mình cho hành vô. Cho nó gấp vô. Ngon quá mẹ. À. Thì cá này em múc ra cho năm đăng mà nhọn cơm mình ăn luôn. Ừ. Hết luôn. Mà chơi lớn bữa rồi hả? Ờ chơi lớn rồi. Cái mà cá cái bỏ hành cái có mấy cái ớt để vô cái nó nhìn ra đẹp. Cho trứng luôn kìa. Cười phải. Thấy trứng là phải rồi. Nó không ghiền. Ủa, nó chín lên nó màu khác rồi hả? Dạ. Cái kia chưa, cái kia nằm đâu lộn đâu rồi. Cái màu cam lộn đâu rồi. Cô chú anh chị và bạn ơi, món canh chua, cá lóc, ếch đồng, bắp chuối. Mẹ em cùng dì Sáu nấu chín rồi, như món cá lóc kho tiêu cũng chín rồi. Em mời cô chú anh chị và bạn ăn cơm cùng với lại gia đình của em nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Mời cả nhà dùng cơm gia đình mình nha. Bọn bà ơi chú cũng con, mẹ nhà cũng con. Giỏi, ăn con. Nấu quá lớn cái. Này có ăn. Cái hàng gì nè, dễ chấm. Mình trang miếng nước canh chua vô muối ớt các bạn. Vô bên đây ghen mình sẽ gỉ quá tí. Quên cá kho bị chấm muối tiêu. Gắp cá kho hả? Chấm dẫn. Không. Mình ăn cho. Ừ. Rồi. Ừ. Rồi. Ừ. 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 Quá trời nhạc luôn rồi. Ừ. Chúng ta bữa nó ngừng như vậy đâu có nghĩ đâu. Nó còn hát ngặt giật không? Ớt nó mẻ ngon quá trời. Chứ Hoàng Lâm thì ngon dữ hơn nữa. Bắp chuối vừa là chín tới mẹ giòn. Ừ. Hay có cái củ hủ nữa. Củ hủ nó ngon, ngon quá rồi chú anh chị ơi. Ngon bùi bùi.
Dạ mấy cô hiến bắt chuối vậy nè. Cá vậy. Ít quá hả? Không à. Đâu có vậy á. Phải không? Nó lóc. Nó vậy á. Cái vậy cái lóc nó giống hệt. Ừ. Cái đầu cái vậy nó hơi nhọn nhọn. Mà thịt ngọt hơn. Phong hơn nữa, nhiều hơn á nha. Quá trời cá luôn rồi. Cái này mình ăn cá hơn ở chỗ nhiều cá. Ăn ở xứ Cà Mau á. Sáng giờ 4 cái mà thôi thôi dư ăn luôn. 6 cái mà mắc anh cái còn cái bị chuột cắn. Quá còn. Chạm miếng thành chua đi. Thả bớt đi con. Bớt đi. Nguyên rửa cái dai không Nguyên? Dai không? Rửa đó, dai ha. Mềm, nó là mềm. Nó không hiểu không? Tự nhiên nhắc luôn. Bé Vy được ưu tiên quá. Vy nghe thổi kèn đó rồi. Bé Vy này quá trời ưu tiên. Ưu tiên không Vy? 4 hết, 8 cái đùi lận á. Sao bữa nay con thi sao con nói lại cho bà của chú nghe coi. Nay con thi sao? Thì gì? Thì ổng à. Thi tiếng Việt viết. Tiếng Việt viết. Cái gì nữa? Trời. Tiếng Anh luôn. Hay vậy ta. Vy mà. Thì hello hả? Vì ớt ấy là cay. Thì the đúng đông phanh hai phanh như the gì cay quá. Nè, cho chai chén. Cơm nóng hổi. Vì thì khi đến anh chừng 5 điểm quá. 5 điểm không? Hơn nữa. Dữ vậy. Hơn không Vy? Thấy vậy chứ con đặt cái xứ mình đặt lờ á. Xứ mình đây với ít mắt mắt lần một cái hai cái gì đó. Xứ xa mắt gì xa? Mắt quá. Mắt lần 7-8 cái không? Cái gì đặt có còn lại có 6 cái mà bị mắt cái. Trời đó. Xứ của mình như thế nào? Không biết mình. Không biết mình đặt. Còn như là mình đi xứ xa, ta đâu biết có ai đâu. Ta thấy người ta cứ lụm. Còn xứ của mình đây thì người ta biết. Bởi vì không dám đi đặt xa là vậy. Đặt lần nào cũng mắc chứ. Ăn cơm mấy con. Ăn cơm mấy. Đang giờ dở hết trơn, đâu có đặt cái nào nữa hả? Ừ. Không có mưa nó đặt cũng không có gì hả? Không phải, là thả cống á. Ừ. Cống đâu là được. Sáng trái cũng vô. Bữa nay xả cống cạn luôn mà. Còn chảy không biết. Nghĩ đặt một hai bữa rồi. Chừng nào đóng cống lại mới đặt lại. Mà đặt chừng tháng nữa là ta xả cống luôn là hết đặt được rồi. Hết đặt luôn. Chàng né ớt. Ngon quá. Em mới đi anh chàng rồi nữa. Nó cái chua này ngon quá à. Ngon hơn là mình nấu thanh ngon. Ngon hơn mình nấu chanh với lại ngon hơn. Me. Cái nó chua dịu dịu ngon. Không biết tả sao nữa. Ngày sáng bạn hay. Nó chặt cá này. Đi đùi đùi. Nấu canh chua này tưởng tượng như mình mới tắt đi vậy. Mình mới tắt đi vậy hả? Quá trời cá luôn. Cái đầu nè. Mỗi cái đuôi. Đuôi chứ không phải cái đầu. Còn hơn tắt đi vậy nữa. Hay quá. Dễ quá. Nó chừng trúng lại trúng vậy sao chừng dở 30 cái 15 cái con không ra hả? Con cá lóc cũng tùy theo con kinh nữa. Mày móc chắp bắp chuối đừng có bỏ cái cùi trong. Ngon quá bùi ngon quá. Em lấy lại á. Ngon quá bùi ngon quá. Cái bùi bùi nhật thằng nhỏ đó có hai cục rồi em trẻ cái làm tư thành cái tám tục. Lắp chúng cũng ăn ngon gì đâu bùi bùi.
Có làm nước ở đâu cô? Nói nè. Trứng. Nè, răng cục mà. Đó, ăn thử đi. Ăn thử cái bùi không? Ừ, ăn thử. Ngon sầu riêng nữa. Bùi giòn giòn. Ăn thử đi. Nghe ngon. Ăn thử đi. Nếu bị phái gì lạ nghe cái là phái liền. Đúng mấy bì. Biết mình lát mà có được cho. Phải ăn ngớt lắm. Nguyên này ăn ngớt còn khỏi ăn cơm. Nó cay cái ăn gì nấm hơi đó cũng cay nhiều. Ở đây nha. Hả? Hả? Nào. Ừ. Y nên nói cái cục của hủ vậy. Ừ. Nó phải ăn nó cho con ăn đấy. Ừ. Có con ăn được không? Không. Ừ. Giòn giòn. Giòn không bị? Giòn bùi bùi nha. Qua wow, làm cái tám cái giòn ít. Bốn con. Mở con hai cái giò, bốn con được nhiêu giò? Mở con hai giò á, mà bốn con được mấy cái giò? Sáu. Vì sáu? Thì bốn con hai sáu hả? Mỗi con vậy hai cái giò mà bốn con. Hai giò. Ừ, mở con vậy hai cái giò, thì bốn con được mấy cái? Tám. Ừ. Tử hai cộng bốn. Tử nó hai cộng bốn hả? Hai cộng bốn, tám cộng một. Bốn nhân hai. Tử đâu là cộng. Ừ. Ăn con lóc luôn á. Phải chấm nước mắm không? Phải chấm nước mắm không? Ăn nấm hết rồi rồi. Thịt cái dày nó dai dai như thế nào? Ừ. Không cầm gần nguyên ăn cá không ăn thịt không? Ăn chưa đói. Ừ. Nhỏ rồi đó. Nhỏ. Ăn cá không ngon. Quá trời cá. Cô chú anh chị và bạn ơi, bữa cơm của gia đình em hôm nay cũng đã kết thúc. À, em xin thay mặt gia đình cảm ơn tất cả cô chú anh chị và bạn rất là nhiều bỏ thời gian ra xem video. Em xin thay mặt gia đình mến chúc tất cả cô chú anh chị và bạn luôn nhiều sức khỏe và bình an trong cuộc sống. Và em cũng đại diện gia đình hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị và bạn vào video tiếp theo. Bye bye. 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 Bye bye